Hạnh xin chào ông bà, cô chú, chị, các bạn. Giờ Hạnh đến ấp Thành Ngọc An, xã Ngọc Trúc thuộc huyện Nhồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Hôm nay Hạnh lại tiếp tục nhà của em Lâm, đang gáp nhà cho em, nhà tiền chế. Giờ mấy em thợ cũng gáp xong một cái bên này. Giờ đang chuẩn bị gáp bên vách thứ hai. Rồi chào mấy anh em thợ nha. Trong đây em cũng có, anh cũng có. Rồi chào năm em trai luôn. Tới năm người luôn, hùng mạnh quá nha đội này nè. Chắc này làm chắc một buổi chiều là chắc muốn gọi cái nhà này luôn quá. Đây nằm. Đây nè. Đây nằm bên đây nè. Vui quá, làm đông thấy vui quá ha. Cái này là mình gáp cái bên đây nữa nha. Chờ cho. Hai ngày lúc quạt đây. Từ từ. Ở trên đó là tay 90 phủ bì đó. Thôi coi, đừng có đụng đi. 90 phủ bì còn 87 đó, đúng rồi mà. Bây giờ mấy em làm xong rồi, đóng đầu dựng cái bên nhà anh đây lên. Dựng cái vách này lên đó là còn mình ấy đồng tay là bắt đầu rồi, chuẩn bị lập nhà phải không? Dạ. Bây giờ mấy anh em gom lại đang dựng cái vách nhà lên. Rồi, được một bên là còn bên đây nó đầu dựng lên nó cầu. Mấy là dằn đi. Dựng lên đi, có đầu mình là dựng đi. Dựng đen là ba dưới đấy rồi. Năm anh em nè. Dựng chân. Được rồi. Anh em dựng ra. Ai đụng vô rồi, xui lui lại sao? Rồi. Rồi. Lên lên nè. Trở ra một chút phía trước nè. Rồi gần được rồi đó, chút nữa. Chút nữa. Wow. Lui lại sao? Rồi. Bằng lại chút nữa mấy bạn. Bạn đưa về đi em ạ. Rồi dựng nha. Rồi bắt đầu bắt cái dĩ dằn lên. Dằn là kìm cái nhà lại đó. Đổ lên. Nặng quá ha. Nghĩ đi, chiều nhậu là lên nổi à. Lên đầu luôn nữa. Lên thợ nữa. Đi lên cho ai cũng nói than than mà. Rồi. Dưới trước mọi người. Dưới cho chở lên cái dân chung nó chưa kích trên. Ô Phật. Thôi, chậm thôi. Còn dở dằn lên nhẹ cái. Đúng ra rồi. Rồi tới năm anh em luôn. Rồi, đúng giờ hết rồi đó. Con đi. Cái này là cái anh ta ngồi trước một cái nè. Buồn lấy giặt khác nha. Được rồi đó. Ông bỏng hồi là ông bắn gì đó. À, mình có cái thêm một cái bát mình bỏ là đúng ha. Là nó cứng luôn này. Cái này cũng có kỹ thuật dữ nè, cái bát bỏ lại. Bắt ốc nữa là cứng luôn này. Cái ghế lắc lư vậy. Bắt cái dĩ dằn thứ hai.
Làm cái này mình đã cứng rồi là hết như ấy luôn nè. Nó sàn rồi đó. Còn bắt cái bát dưới chân nữa là nó kìm cái nhà lại luôn. Rồi bắn luôn hay, chứ. Hay, để giờ là kích liền ha. Thợ này hay quá nè. Làm cái ngôi nhà này cũng đo từ ly từ tí nè. Mình còn ánh trước một cái nữa. Tao đi gì đó mà tao quên vụ này là tao nói tao thiếu cái gì đó mà tao mua hoài mà tao không nhớ mua cái đầu này nè. Có ở ngoài ngoài tao bán có cái đầu mới. Tao mới ghé mua đồ thấy nè. Rồi bán đi. Rồi cái này mình dựng cái máy kết luôn đi. Phải không? Ừ, dựng máy kết luôn đi. Giờ này mát rồi đó, 5 giờ tối là mát rồi nè. Làm tới 6 giờ luôn đi, tăng ca luôn. Tăng ca luôn, 6 giờ là lập xong luôn đó. Giờ này mát dễ làm. Giờ này gió mát quá ha. Làm giờ này là đúng luôn rồi nè. Sáng giờ nắng rồi, giờ tới mát rồi nè. Rồi, chào cả nhà. Chào bé Thơ. Ăn gì vậy? Dạ, bé Thơ. Kem hả? Có ăn cơm chiều chưa? Cơm chưa? Ăn này. Rồi hả? Rồi, bữa nay con thấy không? Con nhà của con dựng lên rồi đó. Con vui không? Mốt có nhà mới ở rồi đó. Sao vậy? Có nhà mới không vui hả? Nói cô nghe hay sao? Giờ này ăn kem mà hả? Kem chảy lum hết trơn rồi nè. Kìa, ngôi nhà con dựng lên đó, mốt con có nhà ngủ rồi đó. Có nhà đẹp rồi đó. Có nhà vệ sinh luôn. Rồi cái giò mình không gài hết nhít chưa? Giò của em á. Vậy đó ha. Rồi các nhà này rồi mình có dự tính xong rồi có tính làm gì không? Sinh sống á, làm nghề gì không? Con này cũng chưa biết làm gì. Như, có bán vé số được không? Thì bán vé số chắc thì bán được mà sợ ế. Sợ ế hay là có định nghề gì không? Chắc là lấy. Chỉ là thường gian lưới là sinh sống chỉ ước ao vậy là chỉ ham gian lưới bắt cá thôi ha. Gian lưới bắt cá thì cũng gia đình của chị này thì bên Phật Phật tử á, nên chị em không có muốn sát sanh á, nên chị không có ủng hộ cho mình cái vụ bắt cá ha, vụ cái xuồng á, nên chị không có đồng ý. Chị nói cái nghề đó sát sanh nên chỉ là gia đình chỉ thì Phật tử thôi à, chỉ người gia đình chỉ thì tu đà tu đó rồi nên không chịu không muốn sát sanh. Dạ. Còn em thì chỉ nhờ văn lưới thì em kiếm sống dễ hơn, còn bắn số thì em sợ ế này kia. Rồi giờ mấy em cũng quay mấy kết xong và dựng lên, bắt ở dưới sẵn ha, lên là vô đó nó dễ hơn. Gà chỗ này thì khó đứng. Tiệm nhóc chứ. Mấy người vua khỏa. Trời mà. Sáng mới khai trương hai sắc rồi nữa trời. Mới khai trương hai sắc mà. Tao nói cho
Hùng quá, đổ cứ nấu hoài trời. Mày ngày 350 400 mình lộn chết ta rồi. Lộn hai cái sắt có nhiêu, hai cái sắt có triệu nhiêu. Bây giờ mấy em lên đồng tay chuẩn bị lọt cái máy trước nè, máy kết. Bắt cái dĩ dặn vô nó cứng ở nhà rồi nè. Còn bắt cái mấy cái bát dưới đây nữa. Mấy con ốc này nó cứng nha. Nó dài á. Rồi đưa thêm đi bắn cái này vô mà. Mấy ốc kia nó ngắn á, rồi nó không có được độ bền bằng này. Này bắt hai con hả? Ở đây mấy con kìa nha. Bắt trước hả? Hai con cho em đi hay chung ơi. Giờ đưa con đang lọt cái máy kết đằng trước. Đồng tay thì làm xong hết rồi. Cái này tăng ca nè. Đúng rồi. Miếng tôn một miếng mà nó dày vậy đó hả? Có rồi à. Rồi nãy ông mới lấy với tôi á. Rồi chơi nữa. Thằng nó bụng nó kìa. Rồi ra đây cơ. Nè đó. Mua lần 5 cây á. Bắt kẹo kìa nè. Mốt mua lần chục cây đây. Tính làm nhà thơ cái gì mà đồ đây mình lấy viết chữ thẹn hả? Xuống chút rồi đó, cái đó mấy nó hụt hơn miếng kia rồi đó. Xin chào ông bà cô chú chị các bạn, giờ hành đến ấp Ngọc An xã Ngọc Trúc chị Hoàng Quyền tỉnh Tiền Giang. Hôm nay Hạc lại tiếp tục ở nhà của Lâm làm ngôi nhà cho em Hoàng Quyền luôn. Giờ mấy anh họ cũng đang gác cái cửa trước. Trước tiên là thấy hai cánh cửa lên trước là thấy nổi này ha, màu xám nha. Rồi giờ cũng lọt xong cái mái nhà kìa. Chỗ này tới 5 người đang. Còn mấy anh trai kia thì đang dừng cái dách buồn ngang dưới làm chỗ nhà vệ sinh luôn. Mỗi người thợ thì tay nghề làm khác nhau. Còn thợ này thì hàng cũng có, rồi khoét lỗ cũng có, rồi bắt dít ở dưới đây nè, bắt khoan, bắt mấy cái bát dưới đây luôn. Nhà này không muốn dít luôn á, tại vì nó dễ cứng lắm. Ở bên đây cũng có em bắt cái bát. Giờ hai em trai ra đang làm cái mặt cửa trước, mặt cửa mặt tiền trước nè. Mỗi cái chân cột đều có bắt bát hết luôn, đều hết khắp nhà. Vì sẽ ngôi nhà mình nó vững hơn. Chi không làm thấy nhanh quá ha. Em trai này đang dựng cái này là xong cái phần trang cái giúp em này. Rồi thiếu một miếng. Rồi giờ mấy em gắn cái cửa sổ mà. Cái mặt tiền nè phải trang trí đẹp nha. Ủa cái đẹp đâu đẹp, ủa cái đẹp. Chị mình còn cái phần trước nữa là hoàn thành cái nhà rồi nè. Là xong là bàn giao bữa nay luôn rồi. Cái gì vậy đây mà? Bánh chơi, bánh chơi, bánh chơi, bánh chơi đâu mà?
Đây là dối chết tôi luôn. Đó, dối luôn. Mình bắn chết tới đây là nó dính rồi hả? Rồi lấy rửa ra đi mà. Dính luôn rồi, rồi dính luôn đấy. Dính luôn rồi, khích luôn rồi đó, còn bắn chết. Để luôn quá tiểu kia. Các cái lỗ gì tập chạy quầy vậy mà. Cái vậy? Rồi giờ mặt trước em này là xong rồi nè. Giờ bắn keo đặng dán miếng giả đá vô. Sao mình không làm một lần dài qua nó dính nhiều chút. Dính dữ lắm chị ơi. Dính nhiều quá. Chị ơi, làm rồi xong bắt tháo ra. Giờ cho khác. Tháo rồi gỡ cái tấm đi chạy luôn. Đúng rồi, rồi mình cái sườn chạy đi luôn. Sao kia tháo được phải không? Keo này dính này đâu tháo được. Keo này tháo gãy chơi tấm luôn. Để tấm bỏ cho luôn. Ờ. Dây này chịu lắm cứng. Thế là sao bỏ một cái. Bỏ đi. Chưa từ từ rồi. Từ rồi. Đi bỏ đi đừng nghe không. Chưa từ từ nghe đi. Để cho ông chủ canh cái. Được chưa? Rồi đẩy vô rồi. Cái này là phải nó dính dữ lắm. Vô là nó dính luôn rồi đó. Wow đẹp rồi nè. Đây đi. Dính lắm, không dám đụng tay cho nó không ra. Không ra chưa à, cái tay nó dính nhưng mà... Cái tay mà không dính nè. Mà vô cái này nó dính nè. Vô này hết một cái, em nói chị hôm là gỡ nguyên cái sườn tay ra luôn. Mắt lòn, gỡ tôn lên, lòn cắt ra. Nãy giờ chưa có cái khó, cái thành cái thành thành cái nhà đó. Cái mặt trước nè. Cái kem này nó dính như quần áo thì nó cứng ngắt luôn. Rồi, giúp mình nhẹ nó cái tay. Vuốt đi cho nó đều. Chỗ nào một bình nè, mình thấy cho nó dính luôn. Vô chọn lấy cái búa, nhỏ. Để chịu giữa vô chung. Chắc chưa? Chịu nhé. Miếng nữa đây. Mạnh lên dưới luôn. Sát dưới nữa. Mạnh nữa. Nữa. Thì cứ để gì hoài cho tao đi. Đó, 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 đó. Để nó ngoài ngoài chứ. Đây nè, chỗ này nè. Chỗ này nó còn còn hơi chưa, nó bọng bọng, nó chưa ấy vô. Gắn cái này nó lên thêm một miếng ngang nữa là hoàn thành cái ngôi nhà ha. Mặt trước nè. Rồi. Hồi mình còn ốp cái quê ngoài đây nữa. Rồi mấy em trai làm tăng ca cho gọi đặng cho hoàn thành cái ngôi nhà đặng bàn giao luôn. Trời cũng chuyển mưa rồi này, cũng 6 giờ rồi. Rồi. Giúp người được là hoàn thành là vui hả? Mà không biết mệt luôn hả? Không biết đói luôn. Còn có chút tiếng nữa là xong rồi, còn ớt cái quê nữa là rồi vậy. Nhà này ngay lộ, người ta đi ngang, người ta ngắm nhìn nè, ông thợ nào làm khéo, người ta sẽ biết nha. Dạ. Ôi cái gì vậy? Gắng cố gắng là sẽ làm cho đẹp lắm. Làm tỉ mỉ từ ly từ tí, nó lâu một chút. Cái cửa nè. Chắc chưa nha. Trời giờ này chuyển mưa tối hù hết trơn, gầm nó giờ quá rồi nè. Chứ con về cho nhẹ cái. Rồi giờ Hạnh sẽ đọc 13 mạnh thường quân hỗ trợ các nhà cho em Lâm. Bác Phạm Chính cùng với 7 cháu nội ngoại ở Mỹ, gia đình cô giấu tên ở Bình Chánh, nhóm thiện nguyện Nam Úc ở nước Úc, anh Thiện Tâm ở Mỹ, anh Quang Lữ ở Mỹ, chú Nguyễn Anh Dũng ở Mỹ, chị Quỳnh Ngọc Yến ở Mỹ, anh Nguyễn Hùng ở Mỹ, cô Hà ở Mỹ, anh Jenny Trần ở Mỹ, chị giống tên ở Mỹ, chú Đặng Văn ở Mỹ, bà Diệu Hoa ở Mỹ, là tổng 13 mạnh thường quân hỗ trợ các nhà cho em Lâm. Giờ Hạnh sẽ gắn cái bảng này lên cho nhà em, rồi gắn giùm luôn em trai ơi. Dạ. Rồi. Nhẹ nhẹ thôi, căng nhẹ vô là được nó mạnh lắm.
Rồi đây nè. Làm rồi chắc về tới nhà 8 giờ luôn hả? 8 giờ chị. Ở ngoài này mới có 5 giờ mà điểm 5 giờ. Rồi bộ hộ tối. Tại trời mưa hả? Chiếm mưa hả? Chiếm mưa. Tối ùm rồi. Giờ mưa găm găm rồi đó. Về rồi là mình về đi để mưa. Rồi con vít nữa là xong. Cái màu xanh lên cái nó trang nhã quá ha. Rồi xong cái bản. Thấy được không? Làm vậy chứ đâu anh chị ơi. Rồi. Rồi giờ trời tối mấy anh em làm cũng cho xong cái hoàn thiện ngôi nhà đặng bàn giao cho chủ nhà có nhà ở nè. Rồi giờ cũng hơn 6 giờ tối rồi. Rồi anh chủ nhà đâu vô coi nhà nghe đặng bàn giao nè. Mẫn vô coi đặng chỉ chỗ nè, chỗ nào mà chủ nhà không vừa ý nha. Rồi em Lâm đi khảo sát cái ngôi nhà mình lại đi ha. Ngôi nhà của mấy anh em thợ đã làm xong rồi nè. Trời cũng tối không có thấy đường, mong ông bà cô chú chị các bạn thông cảm cho Hạnh nghe, không có để thấy hơi tối quá, cũng chuyển mưa nữa. Rồi cái mặt nhà trước thì gắn miếng giả đá nè, còn cửa thì bằng bừng nhôm với kiến, còn bên đây cửa sổ thì cửa lùa cũng bằng kiến luôn. Rồi này là em Lâm nè, rồi Mẫn chỉ cho em đi. Cái này đóng vô vậy có ổ khóa thì nó đi cần móc rồi. Nếu mình mua ổ khóa mình đi đâu cái mình móc ở ngoài ha. Còn bên đây là cái cửa sổ của mình đây nè ha, cũng có đồ khóa móc dài lại luôn ha. Rồi giờ mình vô tham quan nhà trong đi ha. Cái mặt trước thì nhìn thấy nó hoàn hảo rồi. Còn hai cánh cửa này nó rộng lắm nè, mở ra nó rộng thênh thang luôn. Rồi đắp vô đây thì nhà mình thấy trống nè. Còn bên đây. Rồi bé thôi vô tham quan nhà coi. Còn ở đây nhà này thì bốn cái cửa sổ, nhà to mình phải làm cửa sổ nhiều ha. Chủ nhà thì yêu cầu là một cái cửa sổ thôi à. Mà này làm phải bốn cửa sổ mới nóng chịu nổi. Rồi nhà này thì Hạnh làm tới bốn cái cửa sổ. Phòng khách thì hai cửa, với mặt trước một cửa là ba. Phía sau cái phòng nấu ăn đó một cửa nữa. Đây. Rồi chủ nhà thì có trọn vẹn là 7m thôi, chiều dài 7m từ ngang qua 4m, chỉ đủ được cái phòng khách với cái nhà nấu ăn với nhà vệ sinh thôi. Rồi giờ đây là cái phòng khách ở đây, cũng rộng dữ lắm. Còn đây là cái cửa nhà nấu ăn nè, cho cửa sổ cho nó mát á. Cửa thì nó bằng kiến luôn. Còn đây nấu ăn ở đây, phòng thờ ở đây. Còn ở đây là cái nhà vệ sinh nè, nhà vệ sinh cũng rộng luôn. Còn gã cho dễ sinh hoạt luôn. Ở đây. Còn mình gắn cái miếng này đây cho nước dâng lên. Rồi phía sau này cũng có cái cửa nè. Cửa đang cho nó mát, gió ngoài thổi vô. Ở đây có cái cửa luôn. Rồi ngôi nhà chị Hoàng Thiện nhìn có vừa ý gì không? Dạ, vừa ý. Đẹp ha, đẹp không? Rồi bé thơ con được ngôi nhà con có mừng không? Chị đó ha, con ngôi nhà ở rồi đó. Mong mốt cha con được ngôi nhà để sống ở đây ha. Rồi giờ mình ra đây đi, ở trong đây tối quá. Rồi ngôi nhà của em Lâm thì có 13 mạnh thường quân hỗ trợ ha. Trước tiên là gia đình của chị Yến, chị Quỳnh Ngọc Yến ở Mỹ. Mẹ của chị là bà Diệu Hoa. Rồi chị giấu tên cũng ở Mỹ luôn. Rồi anh trai pháp danh là Thiện Tâm ở Mỹ. Rồi anh Quang Lữ ở Mỹ là hỗ trợ là cho mình là 500 đô ha. Đổi được là 12.450.000. Rồi mạnh thường quân thứ 6 là chú Đặng Văn ở Mỹ hỗ trợ cho 600 đô. Hạnh nhân cho 2.4 là được 14.400.000 đồng. Rồi anh Nguyễn Hùng ở Mỹ hỗ trợ là 5 triệu đồng. Cô Hà ở Mỹ gửi cho Hạnh là 5 triệu đồng.
Bác Phạm Chính cùng với 7 cháu nội ngoại ở Mỹ là gửi 2 triệu đồng. Chú Nguyễn Anh Dũng ở Mỹ gửi 500 đô là được 11 triệu 910 ngàn đồng. Rồi nhóm thiện nguyện Nam Úc ở nước Úc hỗ trợ 200 đô là nhân 1 triệu 580 ngàn là được 3 triệu 160 ngàn. Gia đình cô giấu tên ở Bình Chánh gửi 2 triệu đồng. Anh Jen Mi Trần ở Mỹ gửi 1 triệu đồng. Tổng cộng là 13 mạnh thường quân hỗ trợ cho mình ha. Tổng số tiền của 13 mạnh thường quân hỗ trợ là 56 triệu 920 ngàn. Rồi Hạnh làm ngôi nhà này á, ngang thì 4m, dài 7m, là nhân cho một là 28m², nhân cho 1.030.000 là 28.840.000. Rồi ngôi nhà này tiền chế thì là 28.840.000. Phần nền á thì vật liệu thì 11.685.000, tiền công thợ là 3.500.000, rồi tiền ống nước làm nhà vệ sinh là 120.000. Tổng cộng ngôi nhà của mình hoàn thiện là 44.105.000. Rồi số tiền của ngôi nhà tiền chế em Mẫn thì không có kinh phí đặng làm ngôi nhà này nè, nên Hạnh đưa tiền trước cho em á, là ngôi nhà này là 28.840.000 đưa trước cho em, là em mua đồ đang làm ngôi nhà này nè, là hoàn thành là ngôi nhà của em là 28.840.000. Rồi số tiền 12.800.000 đồng còn dư lại Hạnh sẽ làm cái phần nền nhà cho bà ba. Bà bị tai biến nên đi lại rất là khó khăn, gạch của bà thì nó bị bể rồi đi sẽ bị đứt giò, rồi Hạnh sẽ làm cái nền cho bà, lót gạch cho bà luôn. Rồi cũng có gia đình của chị Quỳnh Ngọc Yến á, nhà là Phật tử thôi, nên chị em Lâm thì nói mong muốn được cái xuồng đằng em đi giăng lưới bắt cá đó, đằng kiếm sống hàng ngày. Rồi gia đình chị thì không có mong muốn gì, hỗ trợ cho em tiền đằng buôn bán gì thôi. Nên em thì ngồi bắt cá thì bên bản thì nói bắt cá thì sát sanh đó, nên gia đình chị cũng không có hỗ trợ tiền mua cho cái xuồng giữ lưới đằng bắt cá. Chỉ hỗ trợ cho tiền bán vé số, mà em Lâm nói thì bán vé số thì em không có bán được, sợ không gành đó, rồi đi tới lui thì nó không tiện á, thì sẽ khó khăn. Em thì không gành nên anh sợ bán này không được, lỗ này kia. Rồi nên Hạnh không có nhận cái phần tiền đó được. Rồi Hạnh sẽ, cái phần tiền của chị thì Hạnh sẽ để lại. Có khi nào cần thì chị giúp hoàn cảnh nào thì Hạnh chỉ sẽ điện cho Hạnh. Rồi em có lời gì nói với Mạnh Thường Quân không? Cảm ơn Mạnh Thường Quân đã cho tiền con cá được cái nhà rất là biết ơn. Dạ, rồi được ngôi nhà thì ra mừng rồi ha. Rồi hai cha con có chỗ ở nè, cái ở đây nè sạch sẽ rồi, không còn ở đậu nữa. Rồi giờ số tiền của Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho Hạnh làm nhà cho em Lâm thì Hạnh cũng làm xong ngôi nhà hoàn thiện rồi nè. Rồi giờ Hạnh cũng thay mặt gia đình của em Lâm cảm ơn tất cả cô chú Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước đã ủng hộ cho em được ngôi nhà hoàn thiện, không còn cảnh mà ở đậu này kia, nhà của người ta thì cũng khó khăn lắm. Rồi Hạnh xin cảm ơn rất nhiều, xin chúc tất cả cô chú anh chị luôn luôn được dồi sức khỏe và bình an. Rồi giờ video của Hạnh đến nay kết thúc. Hạnh cảm ơn ông bà cô chú anh chị các bạn trong thời gian qua là luôn yêu thương và ủng hộ kênh Bích Hạnh miền Tây. Hạnh xin chúc tất cả luôn luôn được dồi dào sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi chào hai cha con đi về luôn nha. Chúc gia đình mình nhiều sức khỏe, tối ngủ ngon nha. Mỗi mấy kiến được kìa, em vô kìa.